sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý khắc phục trong trường hợp khóa hết pin đột ngột. Thì mọi người có thể mở nắp ổ cơ ở đây. Nào, mọi người đè vô nè. Thì cái nắp nó sẽ hở ra như vậy. Rồi mọi người giật cái nắp xuống. Rồi, thì tại vị trí này mọi người có thể sử dụng ghim chìa khóa cơ vào để mở. Đây mọi người ghim chìa khóa cơ vô. Rồi, cái này mọi người sẽ xoay cái chìa khóa cơ hết cỡ như này. À, mọi người nhớ lưu ý. Đây mọi người lưu ý nè, khi mà mọi người mở thì mọi người sẽ xoay cái chìa khóa cơ và xoay hết cỡ như này, rồi mọi người đẩy cửa vô thì mới có thể mở được. Hoặc nếu mà mọi người không có chìa khóa cơ mà khóa hết pin thì mọi người có thể sử dụng cổng sạc kích nguồn ở đây. Rồi mọi người sử dụng cổng sạc kích nguồn tại vị trí này, mọi người dùng sạc dự phòng của điện thoại ghim vào đây, khóa lên nguồn thì mọi người mở vào. Lưu ý là mọi người không có ghim chìa khóa cơ và sử dụng đồng thời với vân tay nha. Và sau khi mà mọi người đã mở cửa vào nhà được rồi thì mọi người sẽ thực hiện thay pin. Mình đẩy cái nắp lên mình đóng lại. Rồi, thì mọi người sẽ thực hiện thay pin ở bên trong. Ở bên trong này mọi người sẽ thấy có ba con ốc. Này, ở đây mình tháo một cái rồi. Thì ở đây có ba vị trí ốc, mọi người dùng cái tu vít mọi người tháo ốc ở đây ra. Sau khi mà mọi người đã tháo ốc ra rồi thì mọi người sẽ mở nắp ra. Rồi ở đây sẽ có cái pin, thì khóa này sử dụng pin sạc, mọi người sẽ tháo pin ra và mọi người sạc cho cái phần pin này. Đây mọi người sẽ sạc vào cái phần này, sau khi sạc xong thì mọi người gắn vô lại và mọi người sử dụng. Trong trường hợp nếu mà khóa đang trong trạng thái sạc mọi người không có thể sử dụng được thì mọi người dùng tay nắm cơ để mở. Đây, mình dùng tay nắm cơ để đóng mở. Hoặc khi mà mọi người ra ngoài thì mọi người lưu ý giữ phòng chìa khóa cơ để mở nha. Rồi khi nào mà mọi người sạc pin đầy rồi thì mọi người gắn vô và sử dụng như bình thường.